Mình sẽ chào các bạn nhé. Thì cũng lâu ngày rồi mình không lên video. Thì hôm nay này, nhà mình gọi là có khách đến vặt bưởi này. Đây các bạn. Thì mình quay cho các bạn xem tham quan vườn bưởi nhà mình nhé. Đây các bạn, đây là gọi là các thợ vặt bưởi. Đây là vặt ở nửa dưới trước kìa các bạn. Vặt lâu chưa chị ơi? Vừa vặt xong. Vừa vặt xong. Vặt nhanh phết nhỉ. Đây các bạn, đấy bưởi nhà mình nhỉ. Đấy cả vườn này là phải hơn chục người vặt thì một ngày thì xong rồi. Bởi vì năm này nó vặt sớm hơn mọi năm. Bởi nhà mình mới làm này là vườn rất xài các bạn. Đấy là mới vắt chỉ được một góc thôi các bạn. Đấy, bây giờ các bạn thì xuống vào khu dưới nhé, xong mình dẫn các bạn lên lửa trên. Rất nhiều. Là chim. À có nhà em đi chợ rồi mà. Thank you.
nhà có hai con ngỗng mới xin con. Đây các bạn, xong đi đến đô chính của vườn nhà mình nhé. Vườn rất xài. Vẫn chưa đánh ô tô xuống anh ơi. Ô tô á, năm ô tô ngay đây, tí đánh lên đến chưa anh? Mày. Bởi vì vườn bưởi nhà mình đấy là phải chở mấy chuyến ô tô mới hết cả các bạn. Bây giờ mình sẽ đi lên góc trên các bạn nhé. Đất nhà mình là rộng lắm các bạn. Bởi vì mình dạo này bận quá mình không đi kiếm được. Mình vừa ở nhà làm công việc ở nhà. Cái thứ hai là ở ngõ nhà mình đang làm đường. Mình ở nhà để làm đường. Đây các bạn, ông đường đó. Em điện cho cái ria đông nữa, nó thịt gà chó. Đây các bạn. Ống nườn đây. Đấy, bây giờ bắt đầu lên đâu trên này các bạn. Rất chi nó xài. Đấy con chiến nó là nhà mình à. Bắt tỉa. Đấy, sang tận bên kia mà cây nó vẫn còn nhỏ. Cả một cái vườn rộng này chỉ có hai ông bà già mình gọi là chăm sóc thôi. Chứ đến khi phun thì mình lại chỉ có phun thôi. Bây giờ em đi vào chợ à? Woo!
Dứt cái cây từ kia có phát khủng bố hay cái dứt cây từ bớt lại ạ? Đấy các bạn, đầy ông gia mình vẫn 70 tuổi rồi mà vẫn làm vườn ra xuân sau làm vườn đấy. Các bạn em bây giờ mình xin phép dừng video ở đây nhé.